chồng cô đang ngoại tình. Chồng tôi á? Với ai? Nhân viên của tôi á? Là Thương. Không có chuyện đấy đâu, chồng tôi không ưa Thương. Thôi à, em ở nhà làm việc nhé. Bây giờ anh ra ngoài gặp đối tác rồi anh về với vợ. Em sao đấy? Sao dạo này anh cứ thấy em lạnh nhạt với anh là như nào? Không, tại em đang làm dở cho khách ấy mà. Mà nãy giờ anh ở trong kia làm gì lâu thế? Thương đâu rồi? Sao em hỏi anh với con bé đó làm gì? Anh làm sao mà biết được? Với lại anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là đuổi việc nó đi. Em còn cố giữ làm gì nữa? Ở thôi, muộn rồi, anh đi làm đấy. Chồng đi làm nhá. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, giữa chồng tôi với cô Thương không có mối quan hệ gì đâu. Cô chị ơi, tại vì em đau bụng quá nên là em ra làm muộn ạ. Anh chị để em làm cho. Chị ơi, chị làm sao thế ạ? Chị yêu ơi, để em làm cho. Chả làm nữa. Chị yêu ơi, sao lại... Sao ấy nhỉ chị nhỉ? Vừa nãy chị tư vấn rồi, nhưng mà chị ấy không ưng. Thôi, kệ chị đi, không sao đâu. Mà Thương này, chị nhớ là em nói em có chồng rồi, nhưng chẳng bao giờ chị thấy chồng của em. Hai vợ chồng em có sống hạnh phúc không đấy? À, chồng em đi công tác ở xa nên là ít về lắm chị ạ. Bọn em vẫn rất là hạnh phúc. Để khi nào anh ấy về, em dẫn ra đây ra mắt chị nhá. Nhớ đấy nhá. À, vâng ạ. Nhìn ở ngoài, có vẻ chồng mình và Thương không có liên quan gì. Nhưng mà tại sao anh chàng kia lại cảnh báo như vậy? Mình phải kiểm tra mới được. Thôi, làm việc đi nhá. Vâng. Chồng ơi, chồng, bây giờ em có việc bận, em phải đi ra ngoài. Anh ở nhà trông tiệm cho em nhé, lát em về. Được rồi, em đi đi. Em đi gội đầu cho chị và em sẽ hấp, được không ạ? Tay chồng tao chứ gì, để tao xem mày lấp liếm như thế nào. Thương, sao em mặc áo kiểu gì mà kỳ thế này? Áo in hình hai bàn tay, mà bàn tay to như thế này chắc chắn là của đàn ông. Đây là mốt đấy chị ạ. Đây là kiểu áo handmade, in hình bàn tay người yêu lên làm kỷ niệm ạ. Đây là tay của chồng em. Để em cho chị xem ảnh của chồng em nhá. Đây ạ. Đây chính là người đàn ông hôm trước đã cảnh báo mình mà. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đây. Mình phải tìm hiểu ngay đi. Úi dồi, em mang cái gì về nhà này? Đây là con mang nâng canh em mới mua đấy. Bây giờ tháng nào cũng sẽ có một khóa học nâng cao. Thôi, em mua mang nâng canh về nhà luôn cho nó tiện. Công nhận trông giống người thật nhỉ? Sờ thì cứ mềm mềm đây này. Chưa? Đúng là hàng xịn có khác. Vợ mà không nói thì anh cứ tưởng đây là người thật cơ. Nhưng mà bố thì lại không có phản ứng gì. Vợ cố gắng ở nhà chăm chỉ học tập nhé. Nhân tiện đây, em cũng muốn nói với chồng luôn là ngày mai em sẽ ra nước ngoài học một khóa học nâng cao tầm một tuần thôi. Anh ở nhà chịu khó ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhá. Khi nào em về em sẽ bù cho chồng. Việc học của vợ bây giờ là quan trọng nhất mà. Vợ cứ đi đi, việc ở nhà ấy anh có thể tự sắp xếp được, vợ không phải lo cho anh. Anh sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa, chung thủy đợi vợ về. Thì mình còn cả tuần cơ mà. Lúc nào với em anh chả vội. Mấy khi mình được thoải mái như này. Chứ như đợt trước ấy, anh suốt ngày phải tỏ ra lạnh lùng này, quát mắng em. Ôi, khổ thân em yêu của anh quá.
Anh thấy thương em ý, thì anh phải nhanh lên đấy nhá. Chị em cũng thấy suốt ngày lén lút thế này đâu. Với con vợ của anh ý, suốt ngày xa em phải làm hết việc này, làm hết việc kia. Trái vào tay của em rồi. Rồi rồi rồi, anh biết rồi. Anh sẽ bù đắp cho em từ A tới Z. Anh bảo này, giấy tờ tài sản của nó ấy, anh lấy hết rồi. Anh sẽ mở cho em một quán tóc để cho em làm chủ, được chưa? Với lại bây giờ mình thời gian còn nhiều mà, mình cứ chơi vài ngày đi đã, rồi làm sao? Anh nói nghe cũng hợp lý đấy. Mà đây là giường của anh gặp cô ta ạ? Em thật đấy, chẳng bù cho cái giường của em một quán cắt tóc bé tí ra, không suốt ngày phục vụ anh, đau hết cả lưng của em ý. Em luôn muốn nằm trên chiếc giường này để tận hưởng cảm giác chiến thắng của danh đấy. À, thích thật đấy. Cho em trải nghiệm được hết cảm giác của chiếc giường này. Hai người có cần tôi quay lại để làm kỷ niệm cho hai người những cái phút giây ở trên chiếc giường này không? Vâng. Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi công tác rồi mà. Tôi không giả bộ là đi công tác nước ngoài thì làm sao nhìn thấy được bộ mặt thật của hai người. Một người là người chồng, luôn miệng nói yêu thương tôi, chung thủy với tôi. Còn một người là nhân viên, lúc nào cũng luôn miệng nói trung thành với tôi. Và đây là cách mà hai người thể hiện tình cảm với tôi đấy ạ. À? Chị ơi, chị hiểu nhầm người ạ. Tại vì lúc nãy làm việc ở quán em bị ngất. Tại vì làm việc nặng quá ấy ạ, nên anh Trung đưa em về đây để nghỉ ngơi một chút thôi ạ. Em bị ngất ở quán á? Dạ. Thế chứng tỏ em rất mẫn cán. Ngoài việc chăm lo cho cửa hàng, em còn chăm lo luôn cho cả chồng chị. Chị có nên khen ngợi em không hả Thương? Thôi, không cần phải diễn nữa. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cái áo in hình bàn tay của cô là do tôi bày ra đấy. Chính tôi đã tô màu lên tay của chồng tôi để xem mối quan hệ của hai người thực chất là như thế nào. Hóa ra là cô à? Nếu mà cô đã biết sự thật đấy, tôi nói luôn. Đúng, tôi vì thương yêu nhau đấy. Cô ấy ngoan ngoãn, yêu tôi, chiều tôi, chứ không như cô. Kệ mình có tí tiền rồi suốt ngày sai bảo coi tôi như thằng ở ấy. Cô bắt tôi làm việc nhà, phụ giúp trong quán cô, đưa đón, phụ giúp lo cho gia đình cô. Tôi là thằng đàn ông mà, tôi còn có sĩ diện của mình chứ. Coi anh như thằng người ở. Tất cả những cái việc đấy là một việc cơ bản mà người chồng cần phải làm mà. Anh chăm lo cho vợ, chăm lo phụ giúp việc nhà cho vợ thì có gì là sai cơ chứ. Còn nếu như mà anh không muốn thì anh đi ra ngoài kiếm tiền đi. Anh nói với tôi là anh đi gặp khách hàng, anh đi gặp đối tác, nhưng mà thực chất là anh đi với những thằng bạn chơi bời lêu lỏng của anh. Anh học được cái cách đánh cờ bạc online ở trên mạng. Sao không đi ra ngoài kiếm tiền, mang tiền về nhà để chăm lo cho vợ con, cho gia đình đi. Tất cả một gánh nặng đều đổ hết lên đầu tôi. Tôi đã kêu ca một câu nào chưa? Bây giờ anh lại quay lại anh trách ngược tôi à? Tôi là thằng không biết kiếm tiền, bởi vì thằng này không có vốn, chưa làm ăn lớn, cho nên chưa phát được thôi. Để rồi xem. Nhân tiện đây, tôi cũng nói luôn cho cô biết, giấy tờ tài sản của cô ấy tôi đã lấy hết rồi. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một, cô ngoan ngoãn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ để cho cô an toàn ra khỏi đây. Không thì tôi cho cô lết ra khỏi đây đấy. Lết ra khỏi đây á? Để xem anh làm gì được tôi. Này, hai đánh một, không chột thì cũng què đấy. Chị thử hét lên xem có ai nghe thấy chị nói gì không. Tôi đã tha cho cô một con đường sống rồi mà cô vẫn còn cố chấp à? Tôi cũng chỉ định lấy tài sản và tiền bảo hiểm của cô thôi. Vậy mà cô vẫn còn cứng đầu, lao đầu vào trong chết. Thôi, nói nhiều với nó làm gì nữa. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ xả hết ấm ức của mình đã chi với nó một thể luôn. Các người định làm gì? Anh bảo là Manu Canh. Manu Canh á? Đến chồng của cô cũng không nhận ra hả cô Thương? Trông, sao anh lại ở đây ạ? À? Anh đi công tác cơ mà, sao? Tôi đã về từ lâu rồi. Tôi định tạo bất ngờ cho cô, nhưng chính tôi mới là người bất ngờ đấy. Và cũng chính là tôi đã phát hiện ra hai người ngoại tình. Vợ ơi, vợ ơi, may quá, cô ấy chưa về. Mình phải tạo bất ngờ cho cô ấy mới được.
Anh nhớ cả tuần ấy chẳng thèm qua với cả em. Dạo này con vợ anh ấy say vì anh nhiều quá, hết về nhà ngoại rồi lại đi lấy hàng, không làm gì có thời gian. Anh cũng nhớ em lắm. Thế bao giờ anh mới định công khai chúng mình đấy? Không thần chồng em mà về rách việc ra ấy. Anh cũng muốn nhanh lắm. Mà em có làm theo những gì anh bảo không đấy? Có cho nó uống thuốc đều không? Anh yên tâm, em ngày nào mà trả trộn thuốc vào đồ ăn của cô ta, cô ta không phát hiện ra được đâu. Nhưng mà cô ta sẽ chết dần, chết mòn. Đến lúc đấy anh sẽ có tiền bảo hiểm và ngôi nhà, em sẽ là bà chủ tiệm tóc. Nghĩ đến mà thấy hạnh phúc rồi. Ngày đấy thì không còn xa nữa đâu. Giờ mình chỉ cần chịu khó kiên nhẫn. Vì chúng mình, em chịu khổ được. Nhìn em như này, anh lại càng không chịu được ấy. Thưởng anh nhá. Alo, cậu có phải là chồng của Thương không? Tôi là chủ tiệm tóc nơi Thương đang làm việc. Tôi biết, lần trước chính cậu đội tóc giả cải trang thành nữ để cảnh báo tôi. Cậu đã biết bí mật gì đúng không? Nếu mà cậu không phiền, chúng ta gặp mặt để nói chuyện trực tiếp đi. Ok. À, thích thật đấy. Vậy thì hôm nay anh sẽ cho em trải nghiệm được hết cảm giác trên chiếc giường này, ha. Tôi hy sinh vì cô, tôi chấp nhận đi làm xa, làm việc nặng nhọc để lo cho cô. Ấy thế mà ở nhà, cô cắm rừng tôi thế này à? Nếu mà cô hết yêu tôi ấy, cô chỉ cần nói với tôi một câu thôi, tôi sẽ buông tha cho cô. Nhưng mà cô làm ra những chuyện vô đạo đức, đổi bại như thế này được à? Như thế, tôi không thể nào bỏ qua cho cô được. Mọi bằng chứng về việc cô ngoại tình và cô có ý định hãm hai chị Trang ấy, tôi đã quay lại được hết rồi. Tôi sẽ gửi mọi bằng chứng này lên công an để cho hai người phải ngồi tù đấy. Anh ơi, em biết là em sai rồi, nhưng mà tại vì em khổ quá, em muốn có một cuộc sống tốt hơn em mới làm như thế. Em sợ nói ra sẽ làm anh buồn. Mà vợ chồng hết tình thì còn nghĩa, sao anh lại cấu kết vào cô ta để hại em được chứ? Cô ta là người ngoài mà. Anh thì anh có kế hoạch như thế này, ba chúng ta liên kết lại cho cô ta đăng xuất, rồi mình sẽ lấy được tiền bảo hiểm của cô ta, chia ba ra. Lúc đấy anh sẽ có rất nhiều tiền, anh không việc gì phải đi làm vất vả nữa, anh cũng lấy được một cô vợ khác thôi anh em. Tôi thật không ngờ cô là con người thủ đoạn như vậy đấy. Tuy tôi nghèo nhưng mà tôi là một con người lương thiện, tôi không vì tiền mà làm những việc suy đồi đạo đức như cô. Chúng ta ly hôn đi, cô không xứng với tôi đâu. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn nói cho cô biết luôn, chồng tôi không phải chỉ có một mình cô đâu, mà ở ngoài kia cũng còn vài em nữa đấy. Chẳng qua là cô có giá trị lợi dụng nên mới ngon ngọt với cô thôi. Mà anh đang mang trên mình một khoản nợ rất là lớn. Nếu như mà lấy tiền xong trả nợ, chắc cũng phần của cô chỉ còn lại vài triệu. Mà tôi đã biết rõ kế hoạch của hai người như vậy, hai người nghĩ tôi sẽ để giấy tờ ở nhà cho hai người lấy á? Tất cả chỉ là giả thôi. Cái gì? Vợ ơi. Vợ ơi. Anh biết anh sai rồi. Tất cả là do cô ta. Do cô ta dụ dỗ anh, chứ anh không hề muốn làm việc đó với cả em. Em tha lỗi cho anh đi, mình làm lại từ đầu em nhá. Khốn nạn, rõ ràng mày dụ ta mà. Cái con điên này, mày chỉ là con nhân viên quẹt thôi, làm sao mà so sánh được với cả vợ tao, hả? Im mồm đi. Em đã thấy mình dại chưa?
còn cả anh nữa. Sau tất cả những cái chuyện mà anh đã làm, anh nghĩ vẫn có thể quay đầu được à? Đừng có mơ. Tôi đã giao nộp toàn bộ bằng chứng cho công an rồi. Cứ chờ mà ngồi tù đi. Không, không, không thể thế được, không. Anh, đợi em, đừng bỏ em, anh. Cô đứng lại đấy. Không cần phải đuổi theo đâu. Họ cũng sẽ không trốn thoát được. Tôi chỉ muốn hỏi, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tiếp theo cậu định sẽ thế nào? Em cũng chưa biết nữa. Em hy sinh tất cả vì cô ta, thế mà cô ta lại đối xử với em thật tệ bạc. Em còn xin nghỉ việc để về ở gần cô ấy, chăm lo cho cô ấy. Thế là bây giờ mọi thứ thành công cốc rồi. Chắc là em sẽ đi biệt xứ tiếp chị ạ. Nếu như mà cậu không ngại thì cậu về làm với chị. Chị sẽ dạy nghề tóc cho cậu, rồi cậu cùng chị kinh doanh. Tuy là không giàu nhanh nhưng mà cũng đỡ vất vả và không phải xa gia đình. Có thật không ạ? Liệu em có làm được không ạ? Tất nhiên là được. Chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng sẽ thành công. Chị sẽ dạy nghề tóc miễn phí cho cậu. Coi như chị cảm ơn cái chuyện vừa rồi cậu đã giúp chị. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cái gì cơ? Chồng tôi ngoại tình á? Anh có nhầm không đấy? Có chuyện gì đấy em? Ai gọi à? À, anh này anh đến giao đồ ăn. Anh đặt cái gì à? Anh có đặt gì đâu nhỉ? Anh còn đang định đi nấu cơm cho em đây. Mà khoan, cái ông shipper này nhìn quen quen. Này, tôi với ông đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Dạ chưa anh ạ. Chắc là em nhầm nhà thôi. Em xin phép anh chị ạ. Khoan đã. Đi ship ấy thì quần áo phải gọn gàng chỉnh chu vào. Rồi xoắn hết cả vào đây này. Thôi, chú sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ, em xin phép anh chị ạ. Vợ vào ngồi chơi đi, để đấy anh nấu cơm cho nhá. Tại sao anh shipper đấy lại gõ cửa nhà mình và cảnh báo như vậy? Chắc chắn là có vấn đề gì đó uẩn khúc. Mình phải kiểm tra kỹ mới được. Làm cái gì đấy? Không hôn tạm biệt anh à? Chẳng qua là em đang thấy yên xe của anh bị bẩn, em phủi bụi đi mà. Hôm nay chồng đi làm, nhớ về đúng giờ đấy nhá. Đừng có mà đi lang thang bên ngoài với cô nào. Anh chỉ có một mình vợ thôi, lang thang với ai cơ chứ. Thôi, anh đi đã nhá. Để xem cô gái nào sẽ là người may mắn hứng chọn những cái đinh sắt nhọn đấy. Rồi cái bàn tọa của cô sẽ chi chít lỗ cho mà xem. Dám dở trò lươn lẹo ngoại tình sau lưng tôi à? Xem cô có ngồi được không? Hôm nay chồng đi làm về sớm thế? Chồng phải vội về để ăn cơm với vợ chứ. Vứt đi rồi. Vậy là đã có người ngồi vào. Nhưng là ai mới được nhỉ? Thư ký hay là em gái mưa? Ai mới là người ngồi vào cái yên xe này nhỉ? À mày. Ôi dồi ôi. Ôi, mẹ, sao mày gọi tao cái gì mà dối dít thế? Bắt tao sang luôn đấy. Ừ thì tao có việc quan trọng thế nên mới phải gọi mày sang luôn. Mà
Sao dáng đi của mày kỳ cục thế? Tao đi đường tao bị trượt vỏ chuối, tao ngã ra cái đất đi, đập mông xuống chứ không có gì đâu. Ngã ra đất hay là ngã vào yên xe của chồng tao? Hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Này, tao có chuyện quan trọng đấy, thế nên tao mới phải tính nhỏ mày đấy. Tao đang đi là anh Cường ngoại tình đấy. Anh Cường ngoại tình á? Sao mày biết? Chắc không? Tao cũng không chắc lắm. Tao đang cảm nhận thấy như thế thôi. Mà cũng chẳng biết người đấy là ai. Thế nên tao mới gọi mày sang đây, nghĩ cách để tìm ra cái đứa đấy đấy. Tao á? Tất nhiên tao là bạn thân của mày mà, tao phải giúp mày chứ. Yên tâm nhá. Mà Trang ơi, mày vừa bị rơi bên tai đấy, tao nghe thấy bốp một cái. Nhặt đi. Để tao xem nào. Ok, tao thấy gì đâu? Ở dưới đây, tao thấy rơi mà, mày nhặt cho kỹ, nhìn kỹ đi. Kìa, tao có thấy cái gì đâu, nào. Không thấy à? Tao không thấy cái khuyên tai nào đâu. Thế à? Mà sao mày cứ ấn đầu tao thế? Tao ấn đầu, mày bị kẹt ý. Mà thôi, chúng mình cụm ly đi. Chúc mừng hạnh phúc hai người ha. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhá. Chúc mừng. Alo, tôi đây. Anh sao tới rồi à? Được rồi, anh chờ một chút tôi xuống lấy ngay. Anh yêu, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, em có một món quà rất lớn muốn tặng cho anh. Bây giờ anh đi xuống lấy ngay cho em nhé. Shipper đang chờ ở dưới rồi. Xuống luôn á? Vâng, xuống luôn chứ. Thương này, món quà lớn lắm. Mày đi xuống cùng với anh Cường hộ tao nhé. Vừa nãy cú xuống tao bị tê chân, bây giờ không đi được. Cũng được. Nhưng mà có điều mình cũng đi chúc mừng đi nhá. Xong rồi bọn tao xuống lấy cho mày. Chúc mừng. Thế anh xuống lấy nhá. Nó gục rồi anh ạ. Chứng tỏ ấy, thuốc này rất có tác dụng. Thế thì mình nhanh chóng lấy tiền của nó đi, xong rồi chuột. Xem vội thế nhở. Thuốc này ấy, mười mấy tiếng mới hết tác dụng cơ. Mình tranh thủ làm tí. Chứ từ hôm em đau mông đến giờ chẳng làm ăn được gì cả. Anh chỉ thế là nhanh thôi. Nhưng mà mình chỉ lấy tiền cả vàng nó thôi á. Như thế chẳng bỏ công bọn mình ấy. Tại nó cao số ấy, chứ mình dàn trận xử lý nó mấy lần rồi, có được đâu. Anh còn muốn nhá, lấy cả tiền bảo hiểm nhân thọ của nó, hơn 4 tỷ đấy. Tại thời gian cấp bách, nó phát hiện ra, nên là mình phải trốn nhanh thôi. Chứ bây giờ nhớ mà lộ ra nhá, không lấy được gì nào, lại công cốc à. Mà nhỡ may nó bị làm sao, công an vào cuộc, thì có mà chúng mình ngồi bóc lịch ngắm nhau. Cũng phải, thế thôi, tha cho mày đấy bạn thân, nhớ biết ơn tao đây. Kệ nó đi, ra đây với anh. Để tôi quay lại video cho hai người vào tù xem cho đỡ chán không? Cô? Sao lại là cô? Thế đây là ai? Mày là ai? Sao mày vào đây? Chắc là bạn thân đang bất ngờ lắm. Nói cho mày biết là tao đã biết tất cả mọi chuyện mà hai người làm rồi. Và đây là kế hoạch mà tao bày ra để vạch trần bộ mặt thật của hai người đấy. Cô cẩn thận. Cô không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao ạ.
May mà có anh, chứ không thì không biết có chuyện gì đã xảy ra với tôi. Có người đang định hãm hại cô, cô nên đề phòng. Có người định hại tôi á? Sao anh lại biết chuyện đấy? Anh có phải là anh chàng shipper hôm trước biết chuyện lên lưng đúng không? Anh làm như vậy là có ý gì? Mà tại sao hôm nay anh lại cứu tôi? Tôi nói chuyện này có thể là cô không tin, nhưng mà thật sự chồng cô đang ngoại tình. Hai người bọn họ đang muốn hãm hại cô để chiếm hết tài sản và tiền bảo hiểm của cô. Tôi muốn nhắc nhở cô chuyện này nên là mới cứu cô hôm nay đấy. Chào Hoàng à? Dạ, em gửi chị ra xem. Đưa xem nào. Chị ơi, chị thanh toán cho em xong chị hằng uống chưa ạ? Tao phải thử xem biết ngon hay không thì tao mới trả tiền được chứ. Ơ, làm sao mà như vậy được hả chị? Chị... Không ngon đâu, thôi trả lại này. Làm sao mà trả lại được ạ? Hàng chị đã uống rồi mà. Hay cái thằng này buồn cười nhở. Uống không ngon thì được trả lại chứ chỗ nào là thế. Nhưng mà đây chỉ đối với quần áo hay là đồ gia dụng thôi ạ, chứ làm gì có đồ ăn thử xong là trả lại đâu ạ. Có chuyện gì ồn ào đấy hả em? Thằng này làm gì em ạ? Anh ngồi thằng shipper này nó định làm tiền em anh ạ. Nó ship trà sữa đấy uống không ngon, em trả lại rồi nó không cho. Anh đập cho nó một cái cho nó làm mồm. Dạ. Bây giờ mày như nào? À? Làm sao? À? Một nhá, là câm vào cút. Hai ấy, là răng môi lẫn lộn trộn vào nhau. Buồn. Anh ơi, cả ngày công của em đấy ạ. Ngày công? Thôi anh ơi. Thôi, anh nói làm gì thôi bẩn tay. Thì mình đi vào đi, nhà mình khóa vân tay mà nóng đếch vào được đâu. Anh chị ơi, anh chị ơi. Lần này bao giờ anh định xử trí con vợ của anh đấy? Em cứ yên tâm, chờ anh thêm một chút thời gian nữa thôi. Anh đang nghĩ cách rồi, thiếu gì cách. Nhưng mà nhớ, mình phải làm gọn gọn để nó xảy ra giống như kiểu một vụ tai nạn ấy. Anh nhớ đấy nhá. Yêu anh. Anh về nhá. Thì cẩn thận nhá. Hai người bọn họ định hãm hại cô vợ hay sao? Không được, mình phải tìm bằng được cô vợ rồi cảnh báo cho cô ấy mới được. Đây chính là chuyện mà tôi muốn cảnh cáo cô. Hai người họ đúng là trơ cháo mà. Đã dám ngoại tình sau lưng tôi, lại còn định hại tôi nữa. Anh phải giúp tôi. Họ đã muốn diễn thì tôi sẽ diễn với họ đến cùng. Anh yên tâm, tôi sẽ trả thù lao cho anh xứng đáng. Tôi chỉ ngậm rượu trong miệng thôi. Khi hai người ra khỏi nhà, tôi đã nhổ ra hết rồi. Và tôi cũng đã ghi lại được hết tất cả những lời hai người thú nhận về việc hãm hại tôi. Đây sẽ là bằng chứng để tôi tố cáo hai người ra tòa. Nhưng mà tôi thực sự không hiểu. Tôi luôn yêu thương hai người, đối xử rất tốt với hai người. Vậy mà các người lại làm ra những chuyện này sau lưng tôi. Một người là chồng tôi, một người là bạn thân của tôi. Đối xử tốt á? Nhưng mày đã không biết, anh Cường chính là người yêu cũ của tao. Thế nhưng mà bọn tao không môn đăng hộ đối nên không đến được với nhau. Chứ mày nghĩ tự dưng tao đến để làm bạn thân của mày á? Không có đâu. Tao chơi với mày chỉ để được ở bên cạnh người mà tao yêu nhất, chồng của mày đấy. Vậy tại sao hai người không nói với tôi? Nếu như nói với tôi sẽ rút lui để tác hành cho hai người cơ mà. Vậy mà các người lại làm ra những cái trò này với tôi à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Vợ ơi, không phải như vậy đâu. Anh không hề có ý hại vợ. Em ơi, nể tình là vợ chồng, vợ bỏ qua cho anh nhá. Chứ anh không muốn ngồi tù đâu vợ à. Vợ nhá. Vậy tại sao hai người hãm hại tôi? Hai người không nể tình à? Tất cả ấy là do thương bày trò. Anh vẫn yêu vợ nhất mà. Này, sao anh nói với tôi? Anh yêu nó chỉ vì tiền. Thế bây giờ anh đổ hết cho tôi à hả? Thằng hèn. Hèn còn hơn là ngồi tù. Em ơi, tha cho anh nhá, bỏ qua đi. Nể tình, tôi sẽ cho hai người một tiếng để chạy trốn. Sau một tiếng tôi sẽ báo công an. Đến lúc đấy hai người có chạy được hay không là việc của hai người. Cô không sao chứ? Sao cô lại tha thứ cho họ? Bọn họ đã đối xử với cô như vậy mà. Tại sao cô còn cho họ cơ hội? Người không được yêu là tôi. Thực ra trong chuyện này
tôi cũng có lỗi. Là do tôi đã quá tin người. Tôi để cho họ trốn như vậy. Nếu như họ biết hối hận, ra đầu thú, thì họ sẽ được giảm án. Còn nếu như sau khi tôi báo công an mà họ không chạy trốn được, thì đấy là nghiệp của họ. Cảm ơn anh vì đã báo cho tôi biết chuyện này. Và cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện, vạch trần bộ mặt thật của họ. Chuyện tốt mà tôi nên làm thôi mà. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Buồn thì cứ khóc đi.